Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Sau đây là một số tin tức đáng lưu ý, mời quý vị cùng điểm qua. Cựu chiến binh phát huy hiệu quả kinh tế từ nguồn vốn chính sách. Long An thực hiện nhiều mục tiêu trong thúc đẩy phát triển kinh tế số và xã hội số. Trong phần tin thế giới, Australia dành 10 tỷ đô la Mỹ hỗ trợ phí sinh hoạt. Thưa quý vị, huyện Thủ Thừa tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt học tập quán triệt chuyên đề năm 2023, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phát triển văn hóa con người Thủ Thừa, yêu nước, nhân ái, nghĩa tình, trung thực, năng động, sáng tạo, góp phần phát huy truyền thống văn hóa con người Long An. Việc triển khai học tập chuyên đề nhằm tạo sự thống nhất trong tổ chức, từng cán bộ đảng viên, công chức viên chức, đoàn viên, hội viên, nhất là người đứng đầu phải gương mẫu, đưa nội dung thực hiện chuyên đề năm 2023 và xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đồng thời đưa nội dung chuyên đề vào trong sinh hoạt định kỳ hàng tháng, sinh hoạt chuyên đề của chi bộ, của hội, đoàn thể, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Quyền Đức Hòa tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện nghị quyết 35 ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Bộ Chính trị khóa 12 về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới trong lực lượng vũ trang huyện. Trong 5 năm qua, Đảng bộ lực lượng vũ trang huyện Đức Hòa đã tích cực triển khai, thực hiện hoàn thành tốt các nội dung yêu cầu nghị quyết 35 của Bộ Chính trị. Từ năm 2018 đến tháng 5 năm 2023, lực lượng 47 và cán bộ đảng viên quần chúng trong lực lượng vũ trang huyện đã đăng tải hơn 891.000 tin bài, hình ảnh trên trang nhóm Facebook, Zalo với các nội dung tuyên truyền về sự kiện chính trị, ngày lễ lớn, chia sẻ các bài viết về tập thể cá nhân điển hình tiên tiến, các mô hình mới trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Dịp này, Ban Chỉ huy quân sự huyện đã trao khen thưởng cho 4 tập thể, 11 cá nhân có nhiều thành tích trong 5 năm thực hiện nghị quyết 35 của Bộ Chính trị khóa 12 về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới. Đoàn công tác thường trực Hội đồng Nhân dân huyện Châu Thành có buổi giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về tổ chức triển khai và vốn tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác từ năm 2004-2023. Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Châu Thành cho biết, tổng doanh số cho vay giai đoạn từ năm 2015 cho đến tháng 3 năm 2023 đạt hơn 530 tỷ đồng với trên 18.000 lượt khách hàng. Bên cạnh đó, hoạt động ủy thác giữa Ngân hàng Chính sách Xã hội với các tổ chức hội đoàn thể được duy trì và ổn định. Hoạt động ủy thác giúp thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra giám sát sau cho vay, giám sát hoạt động bình xét cho vay đúng đối tượng thụ hưởng, xử lý nợ rủi ro đảm bảo đúng quy định, qua đó từng bước nâng cao chất lượng tín dụng. Ban Kinh tế Xã hội Hội đồng Nhân dân huyện Bến Lức có buổi khảo sát về công tác thu gom rác thải, công tác cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri tại thị trấn Bến Lức. Hiện thị trấn Bến Lức có 10 khu phố và tất cả các tuyến đường chính đều có điểm tập trung để thu gom rác thải. 73% hộ gia đình cá nhân và hộ kinh doanh trên địa bàn đăng ký thu gom rác thải. Về công tác cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn thị trấn từ năm 2010 đến nay, đã cấp phát được 439 trên 559 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân. Số còn lại chưa cấp phát do một số hộ dân ở địa phương khác hoặc do thế chấp quyền sử dụng đất. Qua khảo sát nhằm kịp thời phát hiện những khó khăn vướng mắc, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của huyện trong thời gian tới. Tại Cần Giuộc, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện tổ chức hội nghị triển khai thực hiện tiểu dự án hỗ trợ việc làm bền vững thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023. Mục tiêu của tiểu dự án nhằm cung cấp thông tin thị trường lao động, đa dạng các hoạt động giao dịch việc làm, kết nối cung cầu lao động, hỗ trợ việc làm bền vững cho người lao động, ưu tiên người lao động thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, người lao động đang sinh sống trên địa bàn xã đặc biệt khó khăn. Thưa quý vị, tận dụng các nguồn vốn ưu đãi, thời gian qua, hàng ngàn hội viên cựu chiến binh tại Long An đã mạnh dạn đầu tư, thực hiện các mô hình kinh tế mang lại hiệu quả cao, góp phần giảm nghèo bền vững, nâng cao thu nhập ổn định cuộc sống. Phóng viên thời sự có ghi nhận tại huyện Tân Thạnh. Tân Thạnh là một trong những địa phương đi đầu trong công tác hỗ trợ, tạo điều kiện cho hội viên hội cựu chiến binh được tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi. Tính từ năm 2014 đến nay, Hội Cựu chiến binh huyện đã quản lý được 24 tổ tiết kiệm với nguồn vốn ủy thác hơn 31 tỷ đồng, giúp cho gần hàng ngàn hộ viên vay vốn để phát triển kinh tế, chủ yếu là nuôi bò, trồng lúa, trồng sen.
Giờ mình hỏi đồng tiền ngoài thì khả năng mình hỏi là làm không nổi rồi đó, là biết trước vậy. Thì cho nên á thì cũng nhờ đồng chí đồng đội với mình đó, để trao đổi các anh em này kia hỗ trợ bên ngân hàng chính sách để mới cho mượn vốn đang mình làm ăn mới vượt qua được cái hiểm nghèo. Vay ngân hàng chính sách thì nó đỡ hơn vay bên các ngân hàng khác, bởi vì mình vay thì mình trả hàng tháng được, còn cái kia là mình mỗi năm là mình trả một cái, nó ngắn hơn cái tiền vay ngân hàng chính sách. Để nguồn vốn phát huy hiệu quả, Hội Cựu chiến binh huyện tích cực triển khai đồng bộ các giải pháp gắn với củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ tiết kiệm và vay vốn, đồng thời thực hiện nghiêm túc minh bạch công tác bình xét cho vay, đảm bảo vốn vay đến đúng đối tượng, ưu tiên cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn thuộc diện được vay vốn để phát triển kinh tế và đời sống. Nói chung là chúng tôi thường xuyên kiểm tra, thì nói chung là sử dụng đúng mục đích về cái nguồn vốn đó, là mua con giống rồi hoặc là về vệ sinh, nhà vệ sinh rồi thì nó cho nước sạch rồi, nói chung là chúng tôi kiểm tra thường xuyên thì nó vốn ủy thác thì nó là cũng đảm bảo đúng mục đích. Với việc phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác từ ngân hàng chính sách, Hội Cựu chiến binh huyện Tân Thạnh đã cải thiện, nâng cao đời sống cho hội viên. Đến nay, hội viên cựu chiến binh đã mạnh dạn hơn trong cách nghĩ cách làm, trong việc phát triển kinh tế, giúp cho đời sống của gia đình hội viên ngày càng phát triển. Xin chuyển sang thông tin trong lĩnh vực giao thông. Thưa quý vị, tuyến metro Nhổn Ga Hà Nội đoạn trên cao sẽ vận hành vào cuối tháng 8 đầu tháng 9 tới đây. Hiện Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tập trung điều chỉnh, bố trí hợp lý hành trình các điểm dừng đỗ của 31 tuyến buýt đang hoạt động để tăng tính kết nối với tuyến metro này. Cụ thể, theo tiến độ, tuyến đường sắt đô thị Nhổn Ga Hà Nội có kế hoạch vận hành đoạn trên cao Nhổn Cầu Giấy vào đầu quý 3 năm 2023. Để hành khách dễ dàng tiếp cận với metro, Trung tâm Điều hành Giao thông Đô thị Hà Nội đang khảo sát, xây dựng phương án điều chỉnh lộ trình, mạng lưới các tuyến buýt theo hướng bố trí lại hành trình. Các điểm dừng đỗ gần các ga tàu đã xây dựng trên dọc các tuyến đường Cầu Giấy, Xuân Thủy, Hồ Tùng Mậu, Cầu Diễn, Minh Khai. Trong ngày 13 tháng 5, đường sắt giảm 10% giá vé cho hành khách đi tàu trên tuyến Hà Nội-Hải Phòng, có ga đến là ga Thượng Lý hoặc ga Hải Phòng. Hiện trên tuyến này có 4 chuyến tàu đi Hải Phòng xuất phát ga Hà Nội trong các khung giờ 6 giờ 9 giờ 20 phút, 15 giờ 15 phút, 18 giờ 10 phút. Đường sắt cũng đang áp dụng chương trình mua vé nhóm. Khi mua vé tàu chạy các ngày thứ hai đến thứ năm hàng tuần, hành khách mua cho 8 nhóm người chỉ cần trả tiền 6 vé, được tặng 2 vé, mua cho nhóm 4 người chỉ cần trả tiền 3 vé. Tỷ trọng kinh tế số trên GRDP đạt 10%. Thưa quý vị, đây là một trong những chỉ tiêu quan trọng của kế hoạch thực hiện chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số năm 2023 của tỉnh Long An vừa được Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành. Trên lĩnh vực kinh tế số, ngoài phấn đấu tỷ trọng kinh tế số trên GRDP đạt 10%, tỉnh còn đặt ra 5 chỉ tiêu khác như tỷ trọng kinh tế số trong từng ngành lĩnh vực đạt 6%, tỷ trọng thương mại điện tử trong tổng mức bán lẻ đạt 8,5%. Trên lĩnh vực xã hội số, Long An phấn đấu đến năm 2023, tỷ lệ thuê bao điện thoại di động sử dụng điện thoại thông minh đạt 90%, tỷ lệ dân số trưởng thành trở lên có chữ ký số cá nhân đạt trên 20%. Trên cơ sở kế hoạch đề ra, các cơ quan đơn vị địa phương trong tỉnh sẽ cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp để triển khai thực hiện có trọng tâm, trọng điểm và hiệu quả nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số trên địa bàn tỉnh. Để đáp ứng quá trình chuyển đổi số, trong những năm qua, thành phố Tân An đã quan tâm công tác phối hợp, đầu tư cơ sở hạ tầng viễn thông. Điều này cũng đồng nghĩa tỷ lệ bao phủ các quan Internet của người dân sẽ nâng lên. Đây chính là yếu tố then chốt trong công cuộc chuyển đổi số hiện nay. Tính đến nay, thành phố Tân An có hạ tầng mạng băng rộng cấp quan phủ gần 37.000 hộ gia đình, đạt tỷ lệ gần 87%. Tổng số thuê bao di động trên địa bàn thành phố là gần 197.000 thuê bao, đạt tỷ lệ hơn 133% so với dân số tại địa bàn. Trong đó, tỷ lệ thuê bao sử dụng 3G, 4G đạt 90,10%, tỷ lệ thuê bao smartphone đạt hơn 102% so với dân số. Đang đẩy nhanh tiến trình xây dựng đô thị thông minh, cơ sở hạ tầng viễn thông tại thành phố Tân An tiếp tục được củng cố về chất lượng và phát triển về số lượng. Điều này mở ra cơ hội để nhân dân từng bước tiếp cận các dịch vụ viễn thông và Internet với chi phí thấp, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số. Chính phủ Australia thông báo sẽ dành gần 10 tỷ đô la Mỹ trong ngân sách liên bang để hỗ trợ chi phí sinh hoạt cho các gia đình và doanh nghiệp trong hơn 4 năm.
Kế hoạch này được đưa ra trong bối cảnh lạm phát ở nước này vẫn ở mức cao, gần chạm mốc cao nhất trong 30 năm qua. Theo tuyên bố của Bộ trưởng Tài chính Australia Jim Chalmers, trọng tâm của kế hoạch ngân sách trên nhằm hỗ trợ chi phí sinh hoạt trong khi không làm trầm trọng thêm tình hình lạm phát ở nước này. Theo kế hoạch ngân sách, chính phủ sẽ hỗ trợ tài chính cho hơn 5 triệu gia đình có thu nhập thấp, doanh nghiệp nhỏ và người hưu trí, những đối tượng đang phải chật vật thanh toán hóa đơn tiền điện tăng cao thời gian gần đây. Nhật Bản vừa chính thức giảm mức độ pháp lý của cảnh báo COVID-19 xuống ngang cúm mùa, đồng thời dỡ bỏ toàn bộ khuyến cáo đi lại trên toàn thế giới liên quan COVID-19. Đây được xem là sự thay đổi lớn trong cách tiếp cận của Nhật Bản sau 3 năm đối phó với COVID-19. Cụ thể, chính phủ Nhật Bản đã dỡ bỏ tất cả các khuyến cáo đi lại trên toàn thế giới đối với công dân nước này liên quan đến đại dịch COVID-19. Ngoài ra, Nhật Bản chính thức giảm mức độ pháp lý của cảnh báo COVID-19 xuống ngang với bệnh cấm mùa và nới lỏng các quy định y tế chuyên sâu. Theo đó, việc ra quyết định về biện pháp phòng chống COVID-19 sẽ tùy thuộc vào các cá nhân và doanh nghiệp. Các quyết định trên của chính phủ Nhật Bản được đưa ra sau khi Tổ chức Y tế Thế giới đã tuyên bố COVID-19 không còn là tình trạng khẩn cấp về y tế gây lo ngại toàn cầu, mức cảnh báo cao nhất của tổ chức này. Một tác phẩm tượng được trí tuệ nhân tạo sáng tạo đang được trưng bày tại Bảo tàng Công nghệ và Khoa học Stockholm của Thụy Điển, thu hút sự quan tâm của nhiều người yêu nghệ thuật. Sự kết hợp hoàn hảo giữa kỹ thuật công nghệ hiện đại và các kiệt tác nghệ thuật cổ xưa đã giúp tạo ra tác phẩm gọi là bức tượng bất khả thi. Bức tượng này được trí tuệ nhân tạo sáng tạo dựa trên chất liệu nghệ thuật tổng hợp từ các kiệt tác của 5 danh họa, nhà điêu khắc huyền thoại, trong đó có Michelangelo, người Italy, và Auguste Rodin của Pháp. Tác phẩm nặng 500 kg, cao 1,5 m và được điêu khắc bằng vật liệu thép không gỉ. Những kỹ thuật được vận dụng để cho ra tác phẩm bao gồm công nghệ trí tuệ nhân tạo, các phần mềm tiên tiến và kỹ thuật khắc máy chính xác điều khiển bằng điện toán. Theo các tác giả, nếu tham khảo ý tưởng từ tác phẩm của 5 nhà điêu khắc ở 5 thời kỳ khác nhau, thì rất khó có thể kết hợp trong duy nhất một tác phẩm mới. Nhưng công nghệ trí tuệ nhân tạo cùng với các kỹ thuật cơ khí hiện đại đã làm được. Điều này cho thấy trí tuệ nhân tạo đang ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn. Những ngày này, người dân và du khách tại thị trấn Brisson thuộc tỉnh Nam Tyrol của Italy đang có cơ hội thưởng thức những tác phẩm nghệ thuật sắp đặt vô cùng đặc sắc tại lễ hội ánh sáng lần thứ 5. Với chủ đề hòa bình và môi trường bền vững, các nghệ sĩ đến từ nhiều quốc gia đã giới thiệu 50 tác phẩm nghệ thuật sắp đặt trên con đường dài 3,2 km xuyên qua khu phố cổ. Nổi bật trong số đó là tác phẩm mang tên Strata của nhóm nghệ sĩ đến từ Đức. Strata có nghĩa là địa tầng để chỉ các lớp đất đá được hình thành theo thời gian trong quá trình tự nhiên. Thông qua đây, nhóm tác giả muốn nhấn mạnh tới việc hành động của con người sẽ quyết định sự tồn tại của tự nhiên. Bên cạnh đó, các nghệ sĩ cũng đã giới thiệu nhiều tác phẩm độc đáo khác phản ánh tình trạng biến đổi khí hậu, đem đến ấn tượng khó phai đối với nhiều vị khách tham dự. Theo ban tổ chức, lễ hội này còn mang ý nghĩa kêu gọi mọi người nâng cao nhận thức về thế giới tự nhiên. Sau 2 năm bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19, lễ hội Hoa Diên Vĩ, nhà hội truyền thống của thủ đô Brussels đã trở lại thu hút hơn 10.000 du khách tham dự. Năm nay, nhà hội tập trung vào lĩnh vực văn hóa. Trong thời gian này, các bảo tàng ở thủ đô Brussels đều mở cửa miễn phí hoặc bán vé ưu đãi cho công chúng. Công viên Hoàng gia ở thủ đô Brussels đã biến thành một không gian triển lãm rộng lớn với những ngôi làng theo từng chủ đề riêng. Bảo tàng, văn hóa, khoa học, giáo dục, nhiều trò chơi khác nhau đã được tổ chức dưới dạng câu đố trình diễn. Gian hàng của Cocom thu hút rất đông du khách, từ người lớn đến trẻ em. Tại đây mọi người được khám phá lĩnh vực khoa học thông qua các trò chơi thú vị và lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe. Nhiều nghệ sĩ đường phố cũng có mặt vào dịp này, mang đến cho công chúng những tiết mục nghệ thuật đặc sắc. Sự trở lại của lễ hội Iris với phiên bản hoàn chỉnh sau 2 năm vắng bóng đã mang đến cho người dân Brussels nói chung và du khách nước ngoài nhiều hoạt động đặc sắc. Một thế hệ vệ tinh thời tiết mới đang quay quanh trái đất mới đây đã cung cấp hình ảnh có độ phân giải cao về hành tinh của chúng ta.
Những vệ tinh này được kỳ vọng sẽ tạo ra một cuộc cách mạng trong dự báo thời tiết. Trái đất chưa từng rõ nét đến vậy. Hình ảnh này được chụp bởi MTC-E1, vệ tinh thời tiết mới nhất của châu Âu, có thể ghi lại được những bức ảnh với độ phân giải cao hơn nhiều lần. Theo cơ quan vũ trụ châu Âu và tổ chức khai thác vệ tinh khí tượng châu Âu, các hình ảnh cho thấy phần lớn Bắc và Tây Âu và Scandinavia bị mây bao phủ, với bầu trời tương đối trong xanh ở Italy và Tây Ban Căng. Quý vị vừa theo dõi bản tin thời sự buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và xin kính chào tạm biệt.